Video này chúng ta sẽ cùng đi hàn pin cho cái mạch mà mạch dùng để sạc và bảo vệ pin. Ở đây là cho 3 pin nối tiếp 3S GH25A. Thì cái mạch này có sạc gắn được cho bộ 3 pin nối tiếp và cho cái dòng ra tối đa là 12A. Bạn thấy ở đây ra có là B trừ, B cộng, B1, B2, B3 và B trừ. Thì đây là B cộng và B trừ là hai cái cổng đầu ra. Còn B1, B2, B3 và B trừ đây chính là các cái cổng mà chúng ta sẽ sử dụng để gắn pin. Đây mạch này gồm có 4 con MOS. Khá đơn giản. Thì để lắp cái mạch này chúng ta cần bộ 3 pin nối tiếp. Thì để lấy bộ 3 pin nối tiếp ở đây thì tôi sẽ lắp bằng mục đích là để test thử, cho nên chúng ta sẽ lắp bằng các cái pin cũ thôi. Như vậy chúng ta không quan tâm lắm đến cái nội trở của các pin. Còn nếu mà các bạn dùng để đóng vào mạch thì các bạn nên sử dụng các cái pin mà khi ghép nối tiếp ấy, thì các cái pin nội trở nó chênh nhau không quá từ 5 đến khoảng độ 7 miliôm, bởi vì nếu mà chênh nhau quá về cái nội trở thì làm cho cái hiệu suất của cái bóc của cái bộ pin đấy, cái pack pin đấy nó không được tốt. Và thứ hai nữa là khi mà bạn mắc nối tiếp thì trước hết bạn sẽ phải cân bằng lại pin đã. Đây thì các pin của tôi thì mình sẽ check xem cái điện áp các pin nó là cỡ bao nhiêu. Chúng ta sẽ tìm các cái bộ pin mà có cái điện áp nó cân bằng nhau. Chúng ta có các cái cell pin LG ABC 1865, đây các cell pin cũ từ laptop thôi. Nên chúng ta không quan tâm lắm đến cái chất lượng của các cái cell này, bởi vì chắc chắn là các cái cell này thì chất lượng nó không cao. Đây chúng ta sẽ đo thử cái điện áp các cái cell. Đi, điện áp thì chúng ta sẽ check điện áp các cell, là chúng ta sẽ gắn các cell một cái điện áp nó 3,55. Điện áp nó gần nhau. 3,52. 3,52. 3,52. 3,52. 3,5. Vậy chúng ta lấy đủ 6 viên. 6 viên này chúng ta sẽ chia thành 3 bộ 2 nối tiếp nhau nhạy. Các pin khác thì chúng ta cũng phải bỏ qua. Như vậy với 3 bộ nối tiếp này thì cái điện áp ra của chúng ta sẽ được cỡ khoảng độ tầm cỡ 11,1 V, tức là khi pin đầy là 4,2, 4,2 mà nhân với cả 3 tức là 12,6, 11. Nói chung là điện áp định danh, tức là lấy điện áp định danh là 3,7 nhân với cả 3 thì sẽ được 11,1 V ở định danh, còn điện áp của nó sẽ là từ 9 cho đến 12,6 V. Sẽ gắn. Sau đó chúng ta sẽ hàn bách pin lên nha, hai đầu ra đấy. Thì cái bách pin này để làm gì? Các bạn có thể sử dụng để sạc cùng với cả thêm một cái mạch bus hoặc mạch bus nữa, chúng ta sẽ sạc cho laptop, sử dụng cho các cái thiết bị như là switch, router gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi hàn pin. Xong các cái bộ hai cell này. Thế đấy. Thì việc tiếp theo chúng ta sẽ là ghép nó thành các cái bộ nối tiếp. Tức là hai cell này ghép nào và hai cell đuôi cell này sẽ với nhau. Làm sao cho ra được một cái mạch nối tiếp vào đây. Thì cái việc ghép đấy khá là đơn giản. Bây giờ ta sẽ tiến hành ghép tiếp hai đầu này. Đây là pin sau khi mà chúng ta đã đấu thành nối tiếp. Thực ra ở đây chúng ta không có cái giá đỡ, cho nên là cái pin chúng ta sẽ nhìn nó không được cân bằng, không à, không được cân nhiều lắm. Vậy chúng ta đang có bộ 3 pin nối tiếp sẽ là 10,57. Bây giờ chúng ta sẽ hàn cái bộ pin này lên cái mạch bảo vệ này. Bạn có thể thiết kế quay theo kiểu nằm ngang để cho đẹp. Đấy. Như vậy đầu âm đầu dương chúng ta sẽ hàn với cả cái đầu ra. Hỗ trợ cho việc lấy vào và ra dữ liệu thì vào ra cái nguồn thì đây tôi dùng luôn cái dây nguồn ở đây. Ta sẽ hàn luôn cái bộ dây nguồn vào cái đầu bộ âm ở dương đây. Thì khi mà các bạn cần sạc thì
ta sẽ dùng nguồn này. Còn khi các bạn lấy dữ liệu ra, à lấy điện ra, chúng ta sẽ dùng cái nguồn này để chuyển. Vậy để cho tiện, dùng cái bộ DC ở đây. Mạch sau khi mà chúng ta đã hoàn thiện xong, khá là đẹp. Bây giờ chúng ta có thể test thử cái điện áp đầu ra 10,57V. Như vậy bạn có thể xả và sạc đồng thời với cái bóc này. Thì đối với cái bộ này thì chúng ta để sạc thì các bạn có thể sử dụng cái bộ nguồn cỡ khoảng độ là, vậy chúng ta 43, 12 là 12,6, tức là khoảng độ tầm 14V, chúng ta có thể sạc được rồi. Nó cao hơn cái điện áp pin một chút. Thậm chí bạn có thể sạc được với cái nguồn khoảng độ 15V cũng được. Đây là đầu ra. Đầu ra này thì các bạn có thể dùng làm nhiều cái, chẳng hạn như là các bạn có thể sử dụng thêm cái mạch bút nữa để sạc cái máy tính. Bây giờ chúng ta sẽ test thử đầu vào và đầu ra với bóc này. Để sạc cái này thì đây chúng ta có thể sử dụng tạm cái nguồn 15V chúng ta sạc. Mặc dù thì nếu mà sạc thì bạn nên sử dụng cái nguồn cỡ khoảng độ 13V thôi. Chúng ta sẽ sạc thử bằng cổng này. Ở đây nó hơi thiếu một cái đèn báo. Đấy là chúng ta thiếu một cái đèn báo đầy. Như vậy cái bộ này muốn để hiển thị phần trăm pin thì chúng ta cần một cái bộ đèn báo đấy. Đang lên 11,2. Đây thì nó sẽ là cỡ khoảng độ 12,6V, nhưng lại sang cái nguồn 13V thì sẽ tốt hơn. 13V nguồn này thì ta sẽ phải chế một cái mạch để chúng ta sạc thôi. Để test thử với cái nguồn đầu ra của ốc thì bây giờ chúng ta có thể sạc cho đây chúng ta sẽ dùng tạm cái nguồn 12V để sạc cho cái bộ này. Nó an toàn hơn là sử dụng cái nguồn 15V ở kia. Nếu các bạn không muốn sạc cân bằng thì thực ra bạn có thể sử dụng bản thân ngay cái iMac này, các bạn sạc cũng được. Thì nếu bạn muốn sạc mà bằng iMac thì bạn sử dụng cái iMac này, ví dụ ở đây không dùng nguồn, dùng iMac để sạc. Thì khi mà sử dụng iMac thì chúng ta sẽ cần phải có cái bộ chuyển của iMac. Bộ chuyển này mắc đây, chúng ta sẽ dựng cái bộ chuyển ra cái đầu tròn. Chúng ta có cái chân gì cái mắc vào đây. Dương. Đấy, chúng ta có thể chuyển qua đầu này. Để mắc. Chúng ta sẽ kẹp vào hai đầu của iMac, hơi khá khó. Không có, như vậy ta sẽ chuyển vào độ âm ở dưới iMac được. Độ âm được dương của iMac sẽ được sạc theo cái cách như dương, bạn có thể làm theo cách này. Cấm, bạn sẽ cắm sử dụng độ âm độ dương của căn iMac B6 để sạc thẳng vào cái bóc. Vậy đầu âm sẽ gắn vào
Cây trừ. Và đầu dương và nó với cậu. Như vậy. À, về sau chúng ta có thể chế cái mạch thì nó sẽ tốt hơn. Chọn kiểu là Điền 3,6. Đây là chúng ta 3S, như vậy sẽ là 10,8. Đây là cách mà chúng ta cũng có thể sạc. Cái mạch này bản thân nó là mạch một mình sạc tự cân bằng sẵn rồi, nên chúng ta chỉ cần sạc độ âm độ dương còn là xong rồi. Thì mình một cách dụng cái mạch sạc rời của nó thì sao? Thì sạc này sẽ tốt hơn rất là nhiều khi mà các bạn cắm thẳng cái nguồn vào. Bằng không thì bạn sẽ phải sử dụng một cái nguồn cỡ 13A, 13V là tốt. Còn nếu không thì dùng cái nguồn 12V cũng được. 12V thì các bạn sạc sẽ nó sẽ không đầy lên, bởi vì 12V thì mỗi pin như vậy sẽ lên 4. Như bạn chỉ sạc lên đầy các pin cỡ khoảng 80% thôi. Thì đây là pin cũ nên trong quá trình sạc bạn nên giám sát lại cái nhiệt độ của nó. Đây là cách mà chúng ta sạc với cả cái bộ này. Còn bây giờ ứng dụng của nó thì bạn thấy là chúng ta cũng khá nhiều ứng dụng. Giả sử như là để một thì các bạn có thể dùng làm các cái nguồn của các cái khoan bắt vít hoặc là các cái bộ nguồn nào đó. Tất nhiên là khi đấy thì các bạn nên sử dụng cái pin mới, còn các cái pin laptop cũ ở đây thì mục đích tôi chỉ là minh họa cho cái mạch sạc này thôi. Thì cái nguồn của cái chất lượng của cái pin cũ nó không được tốt cho lắm. Như vậy bạn đã có một cái bộ và thậm chí là bạn nếu mà bạn chế bạn có thể là sử dụng để hai pin song song, bạn có thể gắn ba pin song song làm nguồn chẳng hạn, như nguồn cho laptop chẳng hạn. Bởi vì các bạn gắn càng nhiều song song thì cái dòng xả ra nó sẽ tốt hơn. Cái pin cũ này thì cái dòng xả nó chỉ cỡ khoảng độ tầm 2A. Bạn gắn song song hai pin như vậy thì nó chỉ lên được 4A, trong khi cái mạch này các bạn có thể sạc lên xả ra cỡ 25A. Cái mạch này là 3SJH25A. Như vậy nếu xả 25A thì khi đó mỗi một cái pin nó sẽ mỗi bộ pin trong ba bộ ba nối tiếp nó sẽ chịu 25A. Như vậy cái dòng xả của các pin bạn có thể dùng ba ghép ba cái pin mà dòng xả cỡ 10A vào. Như vậy chúng ta dùng 9 pin như kiểu là pin Panasonic NCR18650PF chẳng hạn, khi đấy dòng xả là 10A. Thường các cái máy khoan thì nó sẽ cần cái bàn viết thì cần dòng xả cao hơn, còn nếu bạn dùng laptop thì chỉ cần các cái pin mà dòng xả cỡ khoảng độ tầm 2 đến 4A là đủ rồi. Xin các bạn đã theo dõi.